Mọi tinh cầu nên có cơ hội. Dấn, sáng nay sư phụ nói là ngài đại diện chúng con, những chúng sinh ở địa cầu này, nên con vô cùng biết ơn là có được ngài đại diện cho chúng con để cứu địa cầu. Rồi con mới nghĩ sư phụ đã phải chuẩn bị hàng ngàn năm để xuống đây, học hỏi đời sống của con người, phải chịu đau khổ. Đúng vậy. Và ở với chúng con đã chứng kiến nỗi vất vả của sư phụ. Con nghĩ chỉ nói cảm ơn thôi thì không đủ. Con cảm thấy vô cùng may mắn. Chúng con cảm ơn sư phụ ngàn lần cũng không đủ. Sư phụ, thôi, đừng làm tôi mắc cỡ. Dấn, rồi con nghĩ không biết sao địa cầu may mắn thế, có sư phụ ở đây. Sư phụ, mọi tinh cầu nên có cơ hội, phải không? Dấn, nhưng chúng con có sư phụ ở đây, trong khi có hàng hà sa số tinh cầu. Sư phụ, họ cũng có tôi ở đó, nhưng ở dạng khác. Dấn, một điều nữa là chúng con có ba tinh cầu. Ba tinh cầu. Trong Thái Dương hệ, kim tinh bị tiêu diệt và hỏa tinh, theo lời sư phụ, cũng bị tiêu hủy gần hết. Ý con là một tinh cầu muốn tồn tại, hình như cơ hội rất mong manh. Sư phụ, phải nghe lời khuyên của một vị thánh hiền mỗi khi họ có cơ hội, hiểu không? Như khi có minh sư tới đó dạy dỗ, họ phải nghe theo. Luôn có cơ hội, chỉ là đôi khi họ không nghe. Dấn, dạ tinh cầu có cơ hội hay là chúng sinh ở đó có cơ hội? Sư phụ, cả chúng sinh và tinh cầu đều có cơ hội. Hoặc có thể là tinh cầu có cơ hội, nhưng chúng sinh ở đó không có. Hoặc chúng sinh bị tiêu diệt hay tinh cầu bị tiêu diệt, hoặc cả hai, tùy tình trạng nghiêm trọng như thế nào. Tôi đã nói rồi, đời sống ở đây làm cho con người rất khó tin lời của bất cứ minh sư nào xuống đây dạy dỗ họ. Các vị này có thể tới đây, ráng cứu họ, nhưng họ có nghe hay không, cái đó còn tùy. Như Chúa Giêsu xuống đây dạy dỗ mọi người, nhưng đâu phải ai cũng nghe. Đức Phật xuống đây, nhưng đâu phải ai cũng nghe. Không sao, còn những tinh cầu khác cho họ. Có điều là tôi không ưa hệ thống này. Tôi không thích sự bất công. Hệ thống bất công đổ lỗi hết cho nhân loại. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho chính sách hoặc hệ thống nơi đây. Thành ra, nếu kéo dài được thời gian cho địa cầu này, thì con người sẽ có thêm cơ hội để chuộc lỗi và kiến tạo lại đời sống của họ và địa cầu. Nếu địa cầu không còn nữa, thì có lẽ phải rất rất lâu về sau, bởi vì như cơ hội, đâu phải lúc nào mình cũng có cơ hội. Thậm chí đại hội thể thao Olympic 4 năm mới diễn ra một lần, thí dụ vậy. Nếu mình bỏ lỡ thì phải đợi. Bây giờ nếu toàn thể nhân loại ở đây tu hành tốt, thì họ sẽ giữ được địa cầu. Rồi thế hệ sau sẽ tiếp tục lối sống đúng đắn, đạo đức này. Nhưng nếu không làm thì phải đợi một thời gian, nhiều ngàn năm để làm lại từ đầu ở một nơi khác. Có thể một số người phải bị đọa địa ngục, thí dụ vậy, và ở đó mấy trăm, mấy ngàn năm, đau khổ vô cùng. Thành ra làm bây giờ thì tốt hơn, đừng chờ cơ hội khác, giống như trẻ em. Khi đang học lớp 1, nếu không chịu học hành, thí dụ vậy, thì chúng phải ở lại lớp, sang năm phải học lại. Phí cả một năm trời. Dấn, nếu chúng ta có địa cầu này, loài người có thể tiếp tục, loài vật và những chúng sinh khác có thể tiếp tục tu hành. Sư phụ, phải rồi. Cũng để nhận được sự gia trì, để nhận được sự gia trì trong khi họ đang có cơ hội vào lúc này. Một khi bị kết án rồi, bị đọa địa ngục hay nơi nào đó rồi, thì bản án đó khó mà sửa đổi. Hiểu chưa? Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 8 tháng 4 năm 2012 tại Pháp. Nữ thần phụ trách thư viện Thiên Hà. Dấn, sự hủy diệt của kim tinh xảy ra lúc nào? Có phải là trước thảm họa của hỏa tinh? Sư phụ,
Đó là hàng tỷ năm trước, rất lâu trước khi thảm họa xảy ra với hỏa tinh. Do đó không có người kim tinh nào trên đó để tôi liên lạc. Đó cũng là lý do tôi cần nhiều thời gian hơn để tìm tất cả câu trả lời cho quý vị. Các câu trả lời không đến từ kim tinh. Tất cả câu trả lời quý vị vừa có không đến từ chính kim tinh, không phải từ hành tinh nóng này. Và dĩ nhiên càng không đến từ kim tinh đã biến mất. Kim tinh thứ tư, tôi sẽ gọi là vậy. Trong thể nghiệm của tôi, đó là số 4. Để có các câu trả lời này, tôi phải hỏi người hỏa tinh. Các bô lão trên hỏa tinh giúp tôi một số câu trả lời, nhưng các câu trả lời uyên thâm hơn, không đến từ hỏa tinh, bởi vì người hỏa tinh không thể biết mọi việc. Một số câu hỏi được các bô lão hỏa tinh trả lời, nhưng đa số câu trả lời, thậm chí về kim tinh, đã biến mất, đến từ một nguồn thông tin khác. Cụ thể là chúng ta phải cảm ơn vị thần của Thư viện Lưu trữ Thiên Hà. Ngài giữ mọi hồ sơ này. Câu hỏi của quý vị có vẻ đơn giản, và câu trả lời của tôi cũng đơn giản. Nhưng tôi phải thiền và tìm khắp vũ trụ. Và tôi phải viết xuống bất cứ gì tôi có thể nói cô đọng hoặc có thể dịch sang ngôn ngữ loài người. Tôi phải viết xuống nhiều thứ vào ban đêm, nhất là khi tôi có câu hỏi. Tôi phải câu thông với tâm thức vũ trụ, trí huệ vũ trụ hoặc lịch sử quá khứ để có thể tìm ra câu trả lời. Và tôi phải viết trong bóng tối với đèn pin nhỏ, vì không muốn mất đi sự tập trung và câu thông, hiểu không? Và điều đó không luôn thoải mái cho đôi mắt, bởi vì đôi khi có được thông tin, tôi không thể đi tìm kính đeo mắt hay gì đó. Tôi phải làm thật nhanh. Đôi lúc tôi viết ngoạc ngoạc, đôi lúc tôi cũng không đọc được chữ viết của mình. Những điều này không phải từ trong túi áo của tôi. Tôi biết nó từ chân lý được tiết lộ cho tôi. Và nếu không tự tìm được, thì tôi nhờ giúp đỡ. Tôi hỏi ai biết về điều này, ai biết về điều kia. Và rồi câu trả lời sẽ đến trong đầu tôi rằng, vị thần của kim tinh, hoặc thần của hỏa tinh, hoặc các bô lão của hỏa tinh. Thông tin này không đến từ thư viện lưu trữ Akashic, mà từ thư viện lưu trữ lịch sử thiên hà. Tôi chưa từng nghe về thư viện này trước kia. Tôi biết về thư viện lưu trữ Akashic, nhưng cái đó thì thông thường, người du hành tâm linh nào cũng biết. Nhưng tôi chưa từng biết điều này. Họ ghi lại tất cả hành tinh. Các hành tinh sống còn, bị hủy diệt và mới hình thành đều có trong thư viện đó. Không ai được phép vào. Vấn đề là vậy. Thư viện này chỉ dành cho hội đồng của thiên hà tham khảo, nghiên cứu hoặc chỉ để lưu giữ. Chỉ họ mới có thể vào đó để bàn luận về tương lai và làm thế nào để giúp hoặc không giúp, can thiệp hoặc không can thiệp. Người phàm, thậm chí minh sư không thể đi vào để đọc bất cứ gì trong thư viện đó. Nhưng vị thần phụ trách về lưu trữ lịch sử thiên hà rất tử tế, đã cho tôi dữ liệu, cho nên chúng ta phải cảm ơn ngài. Là nữ, xin lỗi. Một nữ thần xinh đẹp, rất tử tế, dịu dàng, nhiệt tình. Tôi cũng không biết điều này trước đây. Nhờ câu hỏi và khẩn cầu tha thiết bên trong của quý vị mà tôi đã có thể liên lạc với vị nữ thần này. Nếu không, tôi thậm chí không nghĩ về điều đó. Tôi không nghĩ về điều đó. Không ai có thể vào đó, nhưng ngài cho tôi dữ liệu, và như vậy là đủ cho chúng ta. Tôi thật tri ân ngài, vị nữ thần đó. Thật ra họ không để tâm là thần hay nữ thần, chỉ là trông thật xinh đẹp, tôi nghĩ đó là nữ. Tôi cũng mừng quý vị đã đặt những câu hỏi này, nếu không tôi cũng không biết về sự hiện hữu của Thư viện Lưu trữ Lịch sử Thiên Hà, và không biết đến vị nữ thần xinh đẹp này. Ngài xinh đẹp vô cùng. Ngài thật nhỏ nhẹ, dịu dàng, thật uyên bác, nghĩa là rất thông thạo về văn chương và rất thanh nhã, rất xinh đẹp. Tóc ngài tỏa sáng như ánh mặt trời. Thấy tóc đó nhưng mà không thấy. Và thân thể thật cao lớn nhưng thật từ ái, thật dịu dàng, thật ngọt ngào, thật đầm thắm. Chúa ơi, quý vị sẽ muốn ở đó mãi chỉ để nhìn ngài. Thật đẹp, tuyệt đẹp, kiều diễm và thật rộng lượng, thật tử tế,
thật niềm nở với tôi. Chúng ta thật sự may mắn có vị nữ thần phụ trách thiên hà này, chỉ thiên hà của chúng ta. Tôi không dám mạo hiểm quá xa, tôi phải dành trọn thời gian viết dưới ánh đèn pin. Chúng ta không cần phải biết mọi thứ trong vũ trụ, chúng ta chỉ cần biết làm sao sống trong vũ trụ. Chúng ta phải có lòng thương yêu, chúng ta phải khoan dung. Chúng ta phải tự ái đối với người khác, đặt người khác trước bản thân, chỉ nghĩ về điều họ muốn, như thể chúng ta là họ vậy. Chúng ta phải nghĩ đến người khác và yêu thương, và đó là kiến thức tốt nhất để sống trong bất kỳ cảnh giới nào trong vũ trụ xinh đẹp, phi thường, không cùng tận này. Cho nên nếu chúng ta biết thêm một số điều thì cũng tốt. Nếu không, chúng ta phải biết thương yêu, chỉ cần biết bấy nhiêu. Tình thương sẽ giúp chúng ta biết thêm nhiều điều khác, bất cứ gì chúng ta cần biết. Hành tinh cao đẳng sống ra sao? Dấn. Có thế giới nào như là thế giới vật chất, nơi mà mọi người đều ở đẳng cấp cao? Mọi người ở đẳng cấp thứ năm, chẳng hạn, thì ở điểm đó họ còn cái thể xác không? Sư phụ, ồ, có, họ có. Nhưng không phải tất cả tinh cầu vật chất đều có toàn là người đẳng cấp thứ năm như vậy. Đó là ở tinh cầu chân lý, tinh cầu tâm linh, gọi là Satkan, có nghĩa là nhà thật. Đó là quê hương của các minh sư. Tất cả những người ở trên đó là đẳng cấp thứ năm. Thứ năm. Thứ năm thấp, thứ năm trung bình, thứ năm cao và thứ năm siêu đẳng. Ở loại tinh cầu đó không còn thể xác nữa. Dĩ nhiên là không có ham muốn hay gì hết. Và giả sử một tinh cầu như vậy và tất cả mọi người đều tâm ấn, hoặc là nhiều người, hoặc là đa số, thì nó thành một nơi tốt hơn. Sẽ ít chiến tranh hay là không có chiến tranh nữa, không giết thú vật nữa. Mọi người đều yêu thương, chia sẻ cho nhau, thương mến và có của cải. Đời sống sẽ hạnh phúc hơn, ít người bất hạnh hơn, ít người hoặc không có người vô gia cư nữa. Ít hoặc không có trẻ em đói khát, ít hoặc không có đau ốm gì nữa. Thú vật sẽ được bảo vệ, không còn người ăn thịt nữa, chỉ người ăn chay, thí dụ vậy. Nó sẽ như vậy đó. Quý vị sẽ sống trong bầu không khí hòa bình hơn, sẽ vui cười chào hỏi nhau mỗi ngày và làm việc không có cạnh tranh. Mọi người để mọi người yên thân. Chỉ có tình thương và tình bạn. Tâm thức của tinh cầu càng cao hơn thì năng lực đó càng mạnh, hiểu không? Sự thương yêu và tử tế. Cách các hành tinh khác giải quyết vấn đề. Thật ra chúng sinh trên đa số hành tinh khác thấy địa cầu chúng ta buồn cười, bởi vì chúng ta dễ dàng chọn phương sách giết hại nhau. Chúng ta đánh nhau trước sự khiêu khích rất nhỏ. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ hay sự nhã nhặn để giải quyết những hiểu lầm hay nhầm lẫn. Chúng sinh ở hành tinh khác nhận thấy chúng ta kỳ lạ và cho rằng chúng ta là giống người thô lỗ. Họ không biết tại sao chúng ta như thế này. Họ thỉnh thoảng lái đĩa bay đến đây và đi vòng quanh để xem chúng ta thấy thích thú thế nào khi đánh nhau. Thật ra họ nghĩ chúng ta quá buồn cười. Ở chỗ của họ, họ có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Nếu họ không giải quyết được vấn đề, những ai có cùng lý tưởng sẽ dời đi chỗ khác để sống với nhau trong một góc. Họ không cho phép những người không chấp hành luật lệ, không có cùng lý tưởng hoặc không tôn trọng đời sống của họ được ở đó. Những người đó có thể đi đến chỗ khác, họ phải đi. Cho nên thế giới chúng ta có chút hỗn loạn. Khi chúng sinh trên các hành tinh này nhìn xuống chúng ta từ trên đó, họ thắc mắc. Lạ thật, đã hàng triệu năm rồi mà họ vẫn cứng đầu như xưa, không tiến bộ chút nào cả. Họ ngồi với nhau nhưng vẫn không tìm được một lý tưởng chung. Họ vẫn giống như trước, họ vẫn giống như lúc còn ở trên này, vẫn tranh đấu với nhau. Khi những nhà lãnh đạo kia còn ở trên đó, họ đánh nhau với mọi chúng sinh khác. Sau khi đến đây, họ lại đánh nhau. Cho nên chúng sinh trên hành tinh khác nhận thấy địa cầu chúng ta rất lạ. Lối dinh dưỡng của các hành tinh khác.
Trên một số tinh cầu họ không ăn. Ngay cả một số người trên địa cầu cũng không ăn. Họ không cần thực phẩm vật chất. Một số người cần thực phẩm như mình, nhưng một vài tinh cầu khác họ trồng những thực phẩm khác nhau. Đôi khi trong giống rau cải của mình, nhưng một số tinh cầu khác trồng những thứ khác trong không giống rau cải của chúng ta, nhưng vẫn có rất nhiều dinh dưỡng. Đa số các tinh cầu văn minh có đĩa bay và đại khái vậy, họ đều ăn chay. Họ không ăn thịt, không ai ăn thịt cả. Tất cả những người ăn thịt bị lưu đày sang địa cầu này. Do đó địa cầu chúng ta đầy những người ăn thịt. Những người ăn thịt có sự chọn lựa. Ăn chay, quý vị ở lại trên đó. Ăn thịt thì đi xuống. Có ai trong quý vị đi lên tinh cầu khác chưa? Lâu đài pha lê chẳng hạn. Những người sống trong lâu đài pha lê, họ không ăn như chúng ta ăn. Hơn nữa, họ ăn rất ít. Cho dù có ăn, cũng chỉ một phần rất nhỏ là họ no cả ngày và có rất nhiều năng lượng. Họ không sống chỉ bằng thực phẩm. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.